khám phá những cây cầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Phần 1. Những cây cầu gắn với lịch sử Sài Gòn. Cầu Mống. Nhắc đến Sài Gòn không thể không nhắc đến những cây cầu, bởi rất nhiều, trong tổng số 200 cây cầu lớn nhỏ, đã gắn với vùng đất này từ thời mới được khai phá, là một trong những cây cầu cổ xưa nhất còn sót lại ở Sài Gòn. Cầu Mống bắc qua kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, nối quận 1 và quận 4, đất Khánh Hội xưa. Cầu đậm nét phương Tây, do công ty vận chuyển hàng hải Pháp Messageries Maritimes đầu tư và công ty Levallois-Perret, tức Eiffel cũ, thi công vào năm 1893 đến năm 1894, cầu dài 128m, rộng 5,2m, lề bộ hành rộng 0,5m, xây bằng thép kiên cố, thành cầu uốn cong có những khoảng trống, sơn xanh. Ban đầu cầu có nước sơn màu đen, hình dáng vòng cung giống cầu vồng nên người dân gọi tên là cầu Mống. Trong giai đoạn thi công đại lộ Đồng, Tây và đường hầm sông Sài Gòn, cầu được tháo dỡ hoàn toàn. Sau khi công trình này hoàn tất thì cầu được lắp ghép lại theo nguyên bản và gia cố thêm phần trụ móng kèm trang bị chiếu sáng mỹ thuật. Hiện cầu hơn 100 tuổi đã được khôi phục dành cho người đi bộ, nơi chụp ảnh cưới, ngắm cảnh về đêm, đứng xem pháo hoa mỗi dịp lễ, Tết của người dân Sài Gòn. Cầu Thị Nghè. Cầu Thị Nghè bắc qua rạch Thị Nghè, đoạn gần hạ lưu đổ ra sông Sài Gòn, nối quận 1 và quận Bình Thạnh. Cầu được cho là do bà Nguyễn Thị Khánh, con gái quan Khâm Sai Nguyễn Cửu Vân xây vào thế kỷ 18, khoảng năm 1725 đến năm 1750. Để chồng tiện đường qua Sài Gòn làm việc, chồng bà là thư ký, đương thời gọi là ông Nghè, nên nhân dân gọi bà là bà Nghè. Năm 1867, cầu được làm lại bằng cầu sắt, đến năm 1970 được xây mới bằng bê tông cốt thép. Từ giữa thế kỷ 19, cầu được gọi là Thị Nghè cho đến nay. Theo sử sách, vùng Thị Nghè xưa là nơi có khu ruộng tịch điền, đàn xã tắc, miếu thờ thần nông, đàn tiên nông. Những cơ sở này nằm trước nhà thương dưỡng lão, nay là trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, miếu Văn Thánh. Cầu sắt Bình Lợi. Bình Lợi là cầu sắt vượt sông Sài Gòn đầu tiên, được xây dựng và hoàn thành năm 1902. Cầu được kết cấu vòm thép, mặt gỗ, và có đường ray xe lửa nối Sài Gòn và Biên Hòa. Nhịp giữa quay được cho tàu qua, xây dựng bởi công ty Pháp Levallois-Perret. Tên của công ty Eiffel do Gustave Eiffel, người kỹ sư xây tháp Eiffel sáng lập. Sau 113 năm khai thác, cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Chiều cao thông thuyền của cầu chỉ còn 1,8m nên khi có thủy triều lên, nhiều tàu đã mắc kẹt dưới gầm cầu. Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện dự án xây dựng cầu đường sắt Bình Lợi mới để thay thế cầu cũ. Cầu mới được xây cách cầu cũ 12m về phía hạ lưu với độ thông thuyền 7m để không ảnh hưởng đến giao thông thủy. Sau khi hoàn thành sẽ giúp vận tốc chạy tàu qua cầu Bình Lợi đạt 100 km/h. Cầu Chữ Y. Cầu do người Pháp xây dựng vào cuối năm 1938 và hoàn thành năm 1941. Cầu nối quận 5 và quận 8 với 3 nhánh giống như hình một chữ Y lớn. Nhánh đường Nguyễn Biểu dài 175m, nhánh Nguyễn Thị Tần dài 178,3m, nhánh Hương Phú dài 137m. Tổng cộng chiều dài các nhánh là 490,3m, tính luôn đoạn cầu dẫn dài 913m. Khu vực lồng cầu, ở giữa, có 3 nhánh rộng 9m, mỗi lề 0,7m, độ cao tĩnh không cách mặt nước là 6,3m. Toàn bộ công trình khi xây dựng tiêu tốn 800 tấn thép và hơn 4.000 mét khối bê tông. Cầu được nhiều lần sửa chữa lớn vào các năm 1948, 1957. 1992, ngày 30 tháng 9 năm 2006, trong chương trình cải tạo về giao thông của thành phố, nhánh cầu chữ Y phía quận 5 được hạn chế xe để tháo dỡ và xây lại cầu mới để đảm bảo độ cao đi dưới đường đại lộ Đông Tây. Cầu Bông, còn có tên là cầu Cao Miên. Theo cố nhà văn Sơn Nam, cầu Bông được xây dựng vào khoảng thế kỷ 18, có sách ghi năm 1736, đây là một trong những cầu được xây dựng đầu tiên ở vùng đất Sài Gòn. Cầu này được làm bằng gỗ, nhỏ và ngắn nhưng khá nổi tiếng của đất Sài Gòn, Gia Định. Ban đầu cầu có tên là Cao Miên vì có một phó vương Cao Miên lúc đó đang xin tá túc tại Bến Nghé, cho bắc qua sông để tiện việc đi lại. Sách Thành phố Bất Khuất do nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh in năm 1984, về cái tên cầu Bông có nhiều giả thiết,
nhưng giả thiết được nhiều nhà nghiên cứu vùng đất Sài Gòn nhắc đến nhiều nhất là sau khi tả quân Lê Văn Duyệt xây dựng một vườn hoa gần cầu này thì dân gian bắt đầu gọi là cầu hoa. Sau này, người dân phải đọc trại thành cầu Huê vì kiêng tên bà Hồ Thị Hoa là vợ vua Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị, Triều Nguyễn. Sau cùng, người dân Sài Gòn đổi hẳn tên cây cầu này là cầu bông, bông là hoa theo cách gọi của người miền Nam. Cho đến nay, trải qua hơn 200 năm lịch sử, cầu bông nhiều lần bị phá hủy, đánh sập nhưng nó vẫn được xây mới ngay tại vị trí cũ, bởi đây là cây cầu huyết mạch nối liền hai vùng thị tứ của vùng đất Sài Gòn xưa kia. Trước 1975, cầu bông được xem là trọng yếu nhất nối liền vùng đa cao của đô thành Sài Gòn với trung tâm tỉnh Gia Định, đóng tại khu vực chợ Bà Chiểu ngày nay. Tháng 10 năm 2013, cầu bông xây dựng từ trước năm 1975 được tháo dỡ để xây dựng mới. Cầu bông mới được thông xe vào tháng 6 năm 2014 với độ tĩnh không được nâng cao thêm tạo thuận lợi cho các phương tiện đi trên đường Hoàng Sa và Trường Sa được lưu thông thông suốt dưới dạ cầu. Cầu Nhị Thiên Đường là một trong những cầu già cỗi nhất Sài Gòn. Cầu Nhị Thiên Đường dài khoảng 1 km được xây dựng từ năm 1925, bắc qua kênh đôi quận 8 của vùng chợ lớn. Cầu không chỉ có bề dày lịch sử, mà còn là cửa ngõ kết nối chợ lớn với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, qua quốc lộ 50. Điểm đặc biệt của công trình là hàng cột xanh rêu trên cầu, tương tự sắc xanh của ô cửa sổ trong các biệt thự Pháp xưa cũ, và các mái vòm cong dưới chân cầu giống như các cầu cổ nổi tiếng ở châu Âu. Ngoài ra, dù được xây trong thời đại hoàng kim của cầu sắt nhưng cầu Nhị Thiên Đường lại ngoại lệ khi được thiết kế hoàn toàn bằng bê tông cốt thép. Sau 90 năm, cầu được cho là đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chi khoảng 163 tỷ đồng để xây mới cầu với kiểu dáng kết cấu tương tự cầu Nhị Thiên Đường 2. Vị trí cầu mới cần dịch chuyển về phía cầu cũ nhằm giảm chi phí bồi thường. Quá trình xây dựng sẽ có nghiên cứu thiết kế khôi phục, lan can, chiếu sáng, trang trí, để gợi nhớ nét kiến trúc của cầu Nhị Thiên Đường hiện hữu. Phần 2. Cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn là cây cầu nổi tiếng và quan trọng nhất nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Bắc, miền Trung ở cửa ngõ phía đông bắc thành phố, được xây dựng từ năm 1958. Cây cầu có chiều dài 986,12 mét này là nhân chứng lịch sử gắn liền với những biến động lịch sử của thành phố. Cây cầu đã nhiều lần được tu sửa nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng cao cùng với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Khánh Hội. Cầu Khánh Hội nằm bên cạnh bến Nhà Rồng, nối liền quận 4 và quận 1. Cầu Khánh Hội hiện là cây cầu mới được xây dựng vào năm 2009 trên nền cầu cũ. Cầu Khánh Hội được xem là một trong số 11 cây cầu trọng yếu trên toàn tuyến đại lộ Đông Tây. Với vị trí ngay đầu kênh bến nghé đổ vào sông Sài Gòn, cầu là nơi lý tưởng để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn từ phía đông. Vào các dịp lễ Tết, đứng trên cầu bạn có thể chiêm ngưỡng những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt. Cầu Phú Mỹ. Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng đầu tiên ở Sài Gòn bắc qua sông Sài Gòn nối quận 2 và quận 7, thuộc đường vành đai ngoài của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu có chiều dài 2031 mét, chiều rộng 27,5 mét với trụ tháp cao 162,5 mét. Không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, cây cầu còn mang tính biểu tượng cho thành phố trẻ, năng động và phát triển trong thời đại mới. Cây cầu mang vẻ đẹp hiện đại nhưng cũng không kém phần uy nghi, thu hút rất nhiều ống kính của các nhiếp ảnh gia đến tìm kiếm những khung hình đẹp. Vào các buổi chiều tối, rất nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây trò chuyện và ngắm cảnh về đêm của thành phố. Cầu Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm là một cây cầu nối hai bờ sông Sài Gòn, dài 1.250 mét nằm trên địa bàn quận 2 và quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Với cảnh quan tuyệt đẹp, cầu Thủ Thiêm là điểm đến ưa thích của các bạn trẻ Sài Gòn vào mỗi buổi tối. Đứng trên cầu, vừa ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, vừa đón những làn gió từ sông Sài Gòn thổi về mát rượi xua tan cái nóng ban ngày. Ngoài ra, cũng như cầu Khánh Hội, cầu Thủ Thiêm là địa điểm tuyệt đẹp để mọi người ngắm pháo hoa ở Sài Gòn vào các dịp lễ lớn của dân tộc. Cầu Ông Lớn. Cầu Ông Lớn nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh thuộc quận 7, bắc qua rạch Ông Lớn. Cầu có kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông lần đầu tiên sử dụng ở Việt Nam. Từ xa bạn có thể nhanh chóng nhận ra cầu Ông Lớn với chiếc áo khoác màu đỏ đặc trưng. Cầu Ông Lớn mang nét đẹp hối hả của một thành phố sôi động nhưng vẫn giữ được dáng vẻ dịu dàng, lãng mạn nhờ cảnh quan sông nước xung quanh. Với vẻ đẹp độc đáo mà nên thơ đó, cầu là địa điểm thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh và ngắm cảnh. Cầu Ánh Sao. Cầu Ánh Sao tọa lạc ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, quận 7, bắc qua rạch Thầy Tiêu nối khu Hồ Bán Nguyệt với khu kênh đào. Đây được coi là cây cầu đẹp nhất Sài Gòn với hệ thống đèn chiếu sáng lung linh, huyền ảo ở sàn, bật, gầm cầu cùng hệ thống phun nước hai bên. Thêm vào đó, hai quảng trường rộng ở hai đầu cầu được thiết kế lạ mắt mô phỏng cung trăng và mặt trời khiến người đi lại có cảm giác như lạc vào cung trăng. Cầu Ánh Sao là cầu bộ hành nên du khách có thể thoải mái đi dạo, ngắm cảnh và chụp ảnh. Với vẻ đẹp lãng mạn đó nên cầu Ánh Sao cũng trở thành nơi vui chơi,
Hò hẹn của các bạn trẻ mỗi khi đêm về.